Em Văn Giang GSC xin chào mọi người. Hôm nay em xin tiếp tục chia sẻ nội dung về công tác cốt thép trong thi công, cắt và uốn thép. Cắt và uốn thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học. Cốt thép phải được cắt, uốn phù hợp với hình dáng, kích thước của thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt và uốn được tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép cùng loại đã cắt và uốn. Cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kỳ để kiểm tra. Chỉ số sai lệch không vượt quá chỉ số cho phép. Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép chịu lực. Mỗi mét dài không quá 5 mm, toàn bộ chiều dài 20 mm. Sai lệch về vị trí điểm uốn 20 mm. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê tông khối lớn. Khi chiều dài nhỏ hơn 10 m cộng D. Khi chiều dài lớn hơn 10 m cộng D cộng 0,2A. Sai lệch về góc uốn của cốt thép 3 độ. Sai lệch về kích thước móc uốn cộng A. Trong đó D là đường kính cốt thép, A chiều dài lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trên đây là chia sẻ của mình về công tác cốt thép trong thi công. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. GSC, chất lượng tạo niềm tin.